giảng này lên khá đẹp đẹp phong thành. Dạ, đúng. Bây giờ là Sủ và Thành sẽ nhìn xem những cái tiến độ mà mới nhất của Habana, và một cái nữa là mình sẽ trải nghiệm cái bến du thuyền Phong Thành. Dạ đúng rồi, bến du thuyền ở đây. Bên phía bên tay phải của Phước Sửu là dòng sông Rai ha, sông Rai ha. Dạ, một dòng sông rất là lớn kèm theo những là cái cánh đồng, cánh rừng nước nguyên sinh. Và phía bên tay trái của Phước Sửu là tất cả một dự án rất là lớn, hòn đảo Habana của Nova Phong Thành. Dạ đúng rồi. Thì bên đó là một mặt, bên đó là bên trái là biển, còn bên phải của mình sẽ là sông. Wow, những cái căn biệt thự gọi là dinh thự cao cấp Phong Thành. Dạ đúng rồi, xây dựng khá là đẹp. Thì ở đây tất cả những cái phân kỳ của Nova thì sẽ bàn giao hoàn thiện mặt ngoài như vậy, còn bên trong là sẽ bàn giao thô để cho anh có thể tự do mà thiết kế ngôi nhà riêng của mình ở đây. Dạ. Yeah. À, vậy là mình vào đây thì mình có thể là thiết kế decor theo những cái mục đích của mình, và mình có thể là thiết kế cho những cái căn gọi là biệt thự cho nhiều thế hệ Phong Thành. Dạ đúng rồi. Sở thích nhất là có những cái bến thuyền mà neo đậu như thế này á Thành. Cảm giác mình giống như là mình đi vào một cái vùng gọi là biển rất là xa xăm, và ở đây là có những con thuyền đánh bắt cá Phong Thành. Dạ. Quá đẹp Phong Thành. Là một cái làng chài phải không? Dạ. Rất là thu hút. Khi mà sở hữu những biệt thự triệu đô nhưng mà đi ra một cái làng chài và được mua sắm những sắm loại hải sản rồi tươi sống rồi lên là mình chế biến luôn á. Ôi, quá tuyệt vời luôn. Dạ. Đây là những cái căn biệt thự đã cất nóc rồi Phong Thành. Dạ. Tiến độ của Habana lên nhanh khủng khiếp luôn phải không? Dạ. Đây bến du thuyền của mình, phía tây phải của mình đây. Phía bên tay phải của mình là bến du thuyền. Thì bây giờ là Phước Sửu và mọi người cùng xuống trải nghiệm cái bến du thuyền để biết được cái Habana nó có cái những cái tiện ích đẳng cấp như thế nào Phong Thành. Dạ đúng rồi. Thành có thể review sơ qua cho mọi người cái bến du thuyền ở này thì nó có gì không nha. Rồi, xin mời quý khách xuống để review cái bến du thuyền của Habana ha. Đây là những cái khách hàng tương lai của tập đoàn những, Nova phải không? Những cư dân tương lai của Nova World Hồ Tràm. Đây là hành khách rất là đặc biệt, xinh nhất trong đoàn ngày hôm nay. Cho mình phỏng vấn chị một tí xíu. Chị đến Habana Hồ Tràm này nhiều lần chưa? Dạ, lần đầu tiên em ghé đó anh. Cảm giác ở đây như thế nào khi mà mình đến một cái dự án rất là đẹp và tiềm năng của Nova? Cảm giác là rất là gần với thiên nhiên ạ. Một bên là biển, một bên là sông. Rồi. Thực sự là rất là chill, rất là mát. Yeah. Ở đây còn có bến du thuyền, và theo mình được biết thì gần đây thì có rất là nhiều các cái có sân gốp. Nên mà với cá nhân mình thì nếu có điều kiện thì đây là một căn nhà second home thứ hai thì mình sẽ rất là happy để chọn. Wow, quá tuyệt vời phải không? Nếu mà sở hữu những cái căn biệt thự biển như thế này á Trang ạ, thì mình cảm giác như là mình rất là thích khi mà nó hòa mình với thiên nhiên, một bên biển một bên sông. Yeah. Và có những cánh rừng nước nguyên sinh, giống như mình trở về với tự nhiên phải không? Thì giống như thế là cái gì mà gần gũi với con người nhất thì con người rất là thích đúng không? 70% cơ thể của mình là nước, thành ra ở đây rất là nhiều nước nè mọi người. Ở đây có sông, có biển, nên mà cảm nhận của mình khi về đây thì giống như thế là mình được trở về với lại đúng với lại con người thật của mình nè. Mình sẽ quên đi tất cả những cái gì bộn bề của công việc của thành phố. Thứ hai nữa là Trang thấy là từ lúc trên xe mà bắt đầu xuất phát từ Sài Gòn về đây thì không đầy 2 tiếng đồng hồ thôi ạ. Yeah. Nên là ví dụ như thế là chiều thứ 6 sau khi mà con cái học hành xong hết thì cả gia đình sẽ lên xe và đi về đây với 2 tiếng đồng hồ. Chúng ta sẽ có những ngày nghỉ cuối tuần ở đây để con mình được trải nghiệm với thiên nhiên nhiều hơn, để được gần gũi hơn, gắn kết tình cảm gia đình. Thì đây là một trong những nơi rất là thú vị để cho mọi người nên chọn là một căn nhà second home thứ hai. Yeah. Quá tuyệt vời. Nói đến Habana là nói đến những cảnh đẹp, nói đến những con người đẹp, và nói đến những cái biệt thự là siêu giàu phải không? Đúng không ạ? đây Trang cũng có thể là một cái cư dân tiềm năng trong tương lai. Thì như Trang á, khi mà sở hữu được những cái biệt thự như vậy á, thì Trang sẽ cảm nghĩ của mình như thế nào khi mà bước tới một cái du thuyền rất là đẹp và của
Habana này? À, ví dụ như thế là Trang có từng trải nghiệm những cái du thuyền nhỏ ở trong sân Sài, ở trong sông Sài Gòn đó mọi người. Thì cái cảm giác khi mà trải nghiệm du thuyền ở trên sông Sài Gòn thì hai bên sông đó, toàn bộ là tất cả đều là những căn biệt thự, những cái khu nhà phố chằng chịt luôn, và những cái khu cao ốc rất là cao, nên chúng ta sẽ cảm thấy rằng là chỉ thấy được ánh đèn thôi. Còn đối với về đây mà khi trải nghiệm thì gần như là mọi người sẽ thấy là 100% là thiên nhiên thôi, rất là đẹp luôn ạ. À, cái mật độ cây xanh rất là lớn, sông nước và xây dựng cực kỳ ít, nên chúng ta cảm thấy rằng là đúng với cái việc là trải nghiệm, đúng với việc là nghỉ dưỡng và hưởng thụ thiên nhiên để hít những cái gì không khí trong lành nhất, tự nhiên nhất đó mọi người. Rồi, quá đẹp phong trang. Ở đây thì mình có một cái làng chài, làng cá bên kia luôn ạ. Nếu mà mình chiều lại, mình sẽ đưa con trẻ đi và ngắm biển, mua những loại hải sản và nướng ngay trên những cái bãi biển, và đồng thời mình có thể là cùng trên những cái con thuyền này nè, mình đưa con cái của mình đi dạo tất cả những theo cái dọc bờ biển để ngắm tất cả. Như thế là nếu mà bây giờ chẳng chưa có điều kiện để mua thì là thuê những cái căn biệt thự như thế này thì anh sĩ có biết là giá để sau này thuê một căn villa như thế này một đêm thì nó rơi vào khoảng bao nhiêu không ạ? Sủ thì chưa nắm rõ giá của Habana, nhưng mà đối với những cái căn biệt thự ở gần đây, một cái căn biệt thự tầm khoảng 4 đến 5 phòng cũ thì giá Việt Nam đồng nó rơi vào tầm khoảng 14 đến 18 triệu tùy theo những cái tiền ít đẳng cấp bên trong như vậy đó. Thì cái việc nói như Trang nói thì khi mà mình sở hữu ở đây thì cái vấn đề cho thuê là một cái vấn đề rất là cốt lõi và được nhiều khách hàng lựa chọn Habana không? Ví dụ như thế là Trang cũng đã có một bé đang học lớp 1 ạ. Thì Trang thấy là thường ví dụ như khi mà ở Sài Gòn nó cuối tuần là nếu mà Trang có cho con đi chơi thì chỉ là các trung tâm thương mại, các khu vui chơi của Vincom này kia thôi. Và muốn đi đến một cái nơi nào đó để có cái phong cảnh thiên nhiên nhiều, cho con có nhiều trải nghiệm gần gũi hơn á, rồi có cái điều kiện để con gắn kết với gia đình hơn. Thứ hai nữa là bây giờ mình cũng thấy rằng là các bạn trẻ nhỏ từ bắt đầu từ mầm non luôn cho đến cấp 3 thì các bạn rất là thích công nghệ. Nhưng mà nếu về đây để chúng ta sẽ tách xa khỏi công nghệ thì chúng ta có những cái gì đó sống thật với mình, trở lại cái thời trước đây không có công nghệ cũng rất là gần gũi đúng không ạ? Con nhỏ thì có điều kiện tâm sự bố mẹ nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, một cái gọi là một món quà mà vô giá trị. Đến một lúc nào đó khi con cái chúng ta trưởng thành giống như Trang bây giờ có gia đình rồi thì dù có bao nhiêu tiền để mua lại những khoảnh khắc đó rất là khó đó các bạn, nên nếu mà là Trang sẽ sẵn sàng chọn ở đây. Wow, quá tuyệt lời vời phải ông Trang. Những cái biệt thự gọi là siêu giàu, nhưng mà khi mà một cái tâm hồn của mình tươi trẻ và mình cố gắng nỗ lực phấn đấu và làm việc tốt như vậy thì những cái căn những cái sản phẩm như vậy cũng đối với mình là một cái sự lựa chọn, và mình có cái sự cố gắng và có những cái hình thức mua bán rất là tốt, trên gọi là thanh toán dễ dàng, rồi tất cả những cái điều kiện mà Nova hướng đến khách hàng thì mình cũng là những khách hàng tiềm năng để lựa chọn cái sản phẩm này. Cảm ơn sự chia sẻ của Trang rất là nhiều. Để có nhiều cái thông tin về cái dự án Habana Hồ Tràm của Nova thì liên hệ với Phước Sửu hoặc là Trang. Trang chuyên về gọi là Thủ Thiêm, thì những cái khách hàng gọi là thân thiết của mình tại Thủ Thiêm cũng mời đến và tham gia những cái dự án của Nova, phải không? Đúng rồi ạ. Thật ra thì cá nhân Trang có một cái trải nghiệm rất là nhiều các cái dự án bất động sản nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế, quản lý vận hành của Accor, Marriott ở Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Phan Thiết chẳng hạn. Nhưng mà Trang thấy có một cái điều rất là bất tiện trong tất cả những cái dự án đó là mọi người biết cái gì không ạ? Ôi, mỗi lần người chúng ta đi nghỉ dưỡng là phải sắp xếp book vé máy bay, phải chờ đợi, phải ra sân bay, phải check in, đúng không? Rất là bất tiện luôn. Nếu mà cuối tuần thì chỉ có 2 ngày nghỉ thôi ạ, còn đối với những ngày lễ thì lại rất là đông. Thành ra là nếu mà để lựa chọn một cách tốt hơn thì ở Hồ Tràm sẽ là một cái ngôi nhà mà ai cũng muốn là háo hức, trời ơi, chỉ mong là đến thứ 6 thật là nhanh để cả nhà chúng ta sẽ về đây đó mọi người. Đến thứ 6 rất là nhanh, và nhưng mà sự với Trang thì đang muốn là đến một cái lúc mình có thật nhiều tiền và lựa chọn mình một căn biệt thự rất là đẹp tại Habana Hồ Tràm hoặc những cái sản phẩm tại Hồ Tràm, phải không? Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã lắng nghe và nghe cái sự chia sẻ của Sửu và Trang. Mong mọi người xem video ở đây là tất cả mọi người đều là một cái những cái khách hàng tiềm năng của Nova ha. Và Trang hy vọng là chúc cho tất cả những anh chị, các quý nhà đầu tư mà đang quan tâm để mua một căn nhà thứ hai, để chúng ta gắn kết tình cảm, để chúng ta có một, thứ nhất là nó sẽ là một tài sản sở hữu lâu dài,
bày cho con cái, cho gia đình. Thứ hai, nó sẽ là một cái nơi để gắn kết tình cảm, xây dựng giá trị gia đình, văn hóa của gia đình mình. Thì đây là một cái ngôi nhà nó rất là gần với thành phố và sự lựa chọn cực kỳ đặc biệt luôn đó mọi người. Hồ Tràm, điểm đến mà mọi người sẽ rất là thú vị. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau. Yeah.